Hi, xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen một bếp mới nữa nha. Đây, đó là dông cát Bentley các bạn. Và dông cát Bentley này thì sống ở khu vực Ninh Thuận, mấy vùng còn có vùng cát như là Mũi Né nè, Phan Thiết nè, Bình Thuận nè. Đó, cái dòng này thì con đực á, nó sẽ có màu mè, rất là màu mè. Còn con cái thì nó cứ như vậy, nó lớn nó cũng một màu xám này thôi. Mà cái gì cũng vậy, phải có đực thì phải có cái mới đẻ được nha các bạn. Mình coi sơ bé cái này, nó đang lột da nè. Rồi này, hiền thân thiện các bạn. Để ngắm rồi cho một chú đực to đi. Cũng rất là thân thiện. Nuôi nó cần yêu cầu một cái hồ có cát nha các bạn. Đó. Loài này cái giờ ăn của nó chỉ từ 8 giờ tới 10 giờ sáng thôi. Ngoài giờ đó nó sẽ không ăn nữa. Nó thích rút dưới cát. Tập tính của nó là khi mà trời lạnh á, nó sẽ rút dưới cát để mà lấy cái nguồn nhiệt từ trong cát ra ấm lại. Nó cũng hao hao giống như chân cát với sandfish của nước ngoài á. Thì Việt Nam mình có con dông cát Bentley này, màu rất là đẹp tươi tắn nha các bạn. Bạn nào thích thì có thể liên hệ bên shop của bán nha. Đó, đồ ăn của nó cũng tương đối là đa dạng, từ côn trùng tới thực vật, sâu dế nè, rau nè, mấy trái cây rụng rơi gì đó nó cũng ăn, rất là đơn giản. Nhưng phải ăn đúng ngày, phải đúng giờ và cái khoảng thời gian buổi sáng. Ngoài giờ đó thì nó sẽ không ăn đi các bạn. Ngoài này tập tính thì nó hơi nhát nên nó thích lủi lủi trốn dưới cát là chủ yếu. Mình sẽ đắp cái bể cho mấy bé này, có chỗ trú cát, có một cái hang đó, mình bỏ thêm một cái cây nào đẹp đẹp vô nữa là ok. Bạn nào thích cái thật mua với shop nha. Dông cá này còn có con to hơn nữa là khoảng 2 con 1 kg á, và một bé khoảng nửa kg thôi. Nó xem kỹ. Đó. Rất là đẹp. Mà loại này đang bị người ta lấy về làm đồ ăn á, đặc sản. Còn bên shop thì lấy về để nuôi kiển thôi. Mình thích thì mình nuôi kiển nha, đừng có nghĩ nó là đồ mồi này nọ. Các bạn xem kênh YouTube của Bé Shop thì nhớ đăng ký theo dõi kênh giùm nha. Nhớ theo dõi kênh của shop, rất là nhiều clip về các pet mới lạ hay các pet quen thuộc đều có hết nha. Đó. Ok. Xin chào các bạn, hẹn lại trong các clip sau nha. Bye bye.